Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi tập 2. 3. Xuất gia tìm đạo. Một hôm, vua nói với Tất Đạt Đa, ta đã già và không còn sức để cai trị triều đình nữa. Đây là lúc con phải thay ta. Tất Đạt Đa nói, thưa cha, con rất vui để làm việc đó nếu vua cha có thể hứa cho con 3 điều. Đó là con sẽ không bao giờ già, không bao giờ bị ốm và không bao giờ chết. Nếu cha không làm được những điều này thì hãy cho con làm theo ý con. Nhà vua biết rằng không thể thực hiện những điều hứa như vậy, nhưng nhà vua không thể cam lòng nên đã ra lệnh cho lính hãy canh cổng ngày đêm và không để thái tử bỏ trốn. Điều này vẫn không làm cho thái tử bỏ ý định tìm kiếm chân lý của mình. Một ngày kia, Tất Đạt Đa lại ngụy vào phòng công chúa và La Hầu La đang ngủ. Thái tử muốn nhìn thấy vợ và con mình lần cuối. Thái tử không đánh thức họ dậy vì sợ rằng Gia Du Đa La sẽ cố gắng thuyết phục thái tử ở lại. Thái tử rời phòng ngủ với tâm trạng buồn bã. Thái tử quyết định rời cung điện. Điều đó không có nghĩa rằng thái tử không yêu vợ con mình, mà là tình yêu của thái tử ở trong thế giới lớn hơn. Mãi đến khuya, Tất Đạt Đa và Cha Na cưỡi trên con ngựa kiền trách lặng lẽ trốn khỏi cung điện. Lúc này lính canh cung điện đang say ngủ. Ngựa kiền trách nhảy qua cổng thành như bay, mang theo thái tử và Cha Na trên lưng. Ra khỏi cung điện, Tất Đạt Đa dừng lại nhìn lần cuối cung điện, nơi thái tử trải qua những năm tháng hạnh phúc. Lúc này ánh trăng đã tỏa sáng mọi nơi. Quyết định xuất gia của thái tử đã được thực hiện. Suốt đêm họ đi về phía nam, lúc bình minh họ đã đến bên bờ sông. Sau khi ngựa kiền trách nhảy qua sông, Tất Đạt Đa nói, chúng ta đã an toàn ở đây, chúng ta hãy dừng và nghỉ ngơi. Tất Đạt Đa lấy gươm cắt lọn tóc của mình và cởi bỏ áo quần hoàng tộc, cải trang thành người đi săn thú. Thái tử cầm lọn tóc của mình và vật trang sức hoàng gia đưa cho Cha Na và nói, hãy trở về cung điện với ngựa kiền trách và đưa những thứ này cho nhà vua. Nói với nhà vua rằng ta đang làm những điều đem lại lợi ích cho mọi người. Lúc bấy giờ Tất Đạt Đa 29 tuổi. Kể từ đó Tất Đạt Đa được biết với cái tên nhà hiền triết Gautama. Khi nhà vua nghe tin con trai của mình trở thành nhà hiền triết, nhà vua sai các lính canh đi tìm và mang thái tử về cho ta. Gautama đã đi từ nơi này đến nơi khác và vì vậy lính canh phải tốn nhiều công sức đi tìm. Khi thấy thái tử, họ cầu xin thái tử hãy trở về cung điện. Gautama từ chối và nói, sau khi ta tìm thấy chân lý và cách thức chấm dứt khổ đau của con người, ta sẽ trở về nhà. Không thể lay chuyển được ý chí của thái tử, các người lính tự nguyện đi theo làm bạn tu hành cùng thái tử.